bộ phim Sư Minh Tuệ tập 14 bất ngờ kẻ Minh Tuệ đi đầu thú sám hối. Quý vị khán thính giả và các bạn thân mến, trong tập trước, tập 13 chúng ta đã chứng kiến một sự kiện gây chấn động khi Sư Minh Tuệ trong lúc đi khất thực đã bị một kẻ lạ mặt tấn công và sau đó còn bị đuổi đi khi đang dùng bữa tại sân của một nhà thờ họ. Sự việc này đã để lại nhiều cảm xúc trái chiều và nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị một tin tức đầy bất ngờ và gây sốc. Trong một nhóm group liên kết với kênh YouTube của Tuân Net, một tin nhắn đã được gửi đến tiết lộ sự sám hối của chính kẻ đã ra tay Sư Minh Tuệ. Tin nhắn này là lời tự thú chân thành, thể hiện sự hối hận sâu sắc sau khi hành động của anh ta đã bị cộng đồng mạng lên án mạnh mẽ. Câu chuyện này không chỉ gây chấn động mà còn mở ra một khía cạnh mới trong hành trình của Sư Minh Tuệ. Một hành trình không chỉ đối mặt với những thử thách bên ngoài, mà còn tác động đến lương tâm của những người đã từng gây tổn thương cho người khác. Tập phim này hứa hẹn sẽ mang đến cho quý vị nhiều cảm xúc và bài học quý giá. Hãy cùng đón xem và suy ngẫm về sự sám hối và tha thứ trong tập 14 này. Có một cái video rất là thương thầy là khi mà thầy đi bộ ấy, mà bị người ta như là con cũng nghe đấy, thầy vâng. Thì thầy con muốn nghe câu chuyện đấy, thì thầy có thể kể chia sẻ được cho con được không ạ? Cho mọi người cùng nghe được không ạ? Con thì cái đấy thì con đấy là cái việc đối với mình, mọi người mà một cái người tu hành như thế thì nói không tốn đấy. Dạ. Mấy người này bị nghiệp như thế nào rồi nhờ họ mới đến như thế. Dạ vâng. Nhưng mà cái đấy thì cái ở trong Quảng Nam á, dạ. Con thì con cũng không muốn nói, dạ, dạ, dạ. Tại vì cái lỡ này cái người mà nhớ này cũng họ cũng thương, dạ. Thì con để đi khắc thực tới đó, dạ, dạ, dạ. Con đang đi tìm cái chỗ để họ cho thức ăn rồi, con đang đi tìm cái chỗ vắng vẻ như thế này để con ngồi con ăn cơm, dạ. Ăn cơm thì không có mà ăn mấy cái bánh, cái bánh mì với cái xôi đó, dạ. Thì cái thầy đó là cũng thầy tu, mặc cái quần lam giống như này đấy, à, dạ, vâng. Rồi đánh chân, rồi ừ. Đang lau xe, dạ. Ở gần đó cũng có cái tịnh thất nữa, dạ. Thì đang nói chung là cũng làm cái nghề rửa xe thì mà sinh sống hay sao, dạ. Với rửa xe thì con đi tới đó thì họ hỏi đấy mày đi đâu, thì con nói là dạ con đang đi khất thực. Thì họ mới kêu đấy mày đứng lên tao kiểm tra, tao nói cho mà nghe. Thì con cũng dạ, con tính đến thì họ dạ, thế là mày có biết là mày vi phạm pháp luật, với này mày to khỏe như thế sao không đi làm mà ăn mà đi xin ăn. Thì con cũng đứng im đó, dạ thì con để xin đi. Nói chung là những cái biết những cái thầy như thế thì mình nói cũng lại họ rồi, không bàn họ thôi để đi thì xin đi thì họ đấy là đưa cái bát tao kiểm tra để con không cho thì họ giật lấy lần thứ hai thì con đưa cho họ kiểm tra xong thì họ giảng, họ đứng đó họ giảng cho họ gì ấy, thì con cũng dạ rồi họ giảng xong rồi thôi con xin cái bát thì con đi, yeah. Thì con đưa tay con xin cái bát, cái bình bát của con ấy, để con đi thì đấy thả bát xuống là gồng mình lên, dạ. Nghe cái bụng thì chảy máu mồm, thì con cũng ước nguyện cho họ hạnh phúc vui vẻ rồi vì đấy con xin cái bát thì con ôm cái bát con đi, dạ, thì con im lặng ấy, con không muốn nói, tại mình đâu muốn nói đâu, dạ. Thì đang ra là đang đi trên đường vừa mới nhổ trong miệng ra thì có một cái anh tới là cho hai cái bánh mì, dạ. Thì anh hỏi thế là sao, là thầy làm gì mà một cái không ấy, dạ. Ê, con nói là vì cái mụn chạy, nhưng mà mình thì không nói là... Ê, con nói là thôi chết rồi, mình lại nói láo với cái người này, họ hỏi mình bị cái gì thì mình nói, mình nói thì sau đó rồi mới gặp cái anh quay video đó, con mới quay lại tìm cái anh mà hỏi đấy, dạ, dạ. Để nói thật với anh ấy thì không thấy nữa, à. Thì qua trên video thì con cũng muốn nói với cái anh đó là ngày xưa anh ấy hỏi đấy là sao mà thầy một như thế thì mình cũng nói là dạ, vâng. Thế thôi, dạ. Trong một buổi trò chuyện với các Phật tử,
sư Minh Tuệ đã kể lại một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời tu hành của mình. Ngày đó, khi sư đang đi khất thực, có một người đã ngăn không cho sư đi tiếp và giật lấy bình bát của sư để kiểm tra. Sau khi cầm lấy bình bát, người đó còn giảng giải gì đó và sư chỉ biết cúi đầu vâng dạ, chờ đợi người ấy trả lại bình bát để sư tiếp tục hành trình. Nhưng thay vì trả lại bình bát, người đó lại cố tình thả rơi bình bát xuống đất rồi lao tấm thẳng vào mặt sư, khiến sư chảy máu miệng. Trong giây phút ấy, sư chỉ cầu nguyện cho người đó được hạnh phúc, dù lòng sư đau đớn. Sư lặng lẽ xin lại bình bát, không một lời than trách, rồi bước đi. Khi sư đã đi xa, một thanh niên đến gần và đưa cho sư hai chiếc bánh mì, đồng thời hỏi, sao mồm thầy vậy? Trong một khoảnh khắc bất ngờ, sư Minh Tuệ đã nói dối, trả lời rằng, vâng, con bị cái mụn nên mới chảy máu. Nhưng ngay sau khi nói ra lời đó, lòng sư chợt trăn trở. Sư biết rằng, là một người tu hành, lẽ ra sư phải luôn nói thật, nhưng vì sợ gây rắc rối cho người mình, sư đã nói dối. Sau khi rời khỏi đó, sư Minh Tuệ tìm đến một cây xăng bên đường để tiếp tục khất thực. Tình cờ, sư gặp lại một người thanh niên đang quay video. Nhân cơ hội này, sư cũng muốn quay trở lại để tìm người đã cho mình hai chiếc bánh mì, để thú nhận sự thật rằng sư đã chứ không phải do mụn. Nhưng sư không tìm thấy người đó, và điều này khiến sư mãi day dứt. Cho đến ngày hôm nay, khi kể lại câu chuyện này cho các Phật tử nghe, sư Minh Tuệ vẫn mong muốn gửi lời xin lỗi đến người thanh niên năm xưa. Sư nói, nếu anh ấy đang xem thước phim này, xin hãy biết rằng, ngày ấy sư đã nói dối. Lẽ ra khi anh hỏi vì sao mồm thầy đau, sư nên nói thật là sư bị người ta... Sư Minh Tuệ chia sẻ thêm, đối với một nhà tu hành, nói dối là điều không nên. Nhưng nếu ngày đó sư nói thật, có lẽ người rửa xe kia sẽ gặp nhiều rắc rối, thậm chí là nguy hiểm. Đôi khi, trong cuộc sống, không phải lúc nào cũng cần phải nói thật. Nếu sự thật mang lại lợi ích cho mình nhưng gây hại cho người khác, thì có lẽ nên cân nhắc. Quý vị khán thính giả thân mến, qua câu chuyện này, sư Minh Tuệ muốn gửi gắm một thông điệp sâu sắc đến mọi người. Dù sư đã mắc lỗi trong việc không nói thật, cụ thể là khi không thừa nhận rằng mình vừa bị đánh vì sư lo sợ rằng sự thật này sẽ gây hại cho người đã ra tay. Tuy nhiên, lương tâm của sư vẫn luôn dày vỏ. Ngay sau khi gặp anh thanh niên tặng hai chiếc bánh mì, sư đã có ý định quay lại để nói rõ sự thật, nhưng cơ duyên không cho phép. Cho đến tận ngày nay, mỗi khi có Phật tử nhắc đến câu chuyện này, trong lòng sư Minh Tuệ vẫn luôn mong muốn rằng những lời của sư có thể đến tai người thanh niên đã từng tặng bánh mì cho mình để nói ra sự thật. Dạ. Thì con đưa tay con xin cái bình bát của con ấy, để con đi từ đấy thả bát xuống là gồng mình lên đệm. Dạ. Nghe cái bụng thì không mồm. Thì con cũng ước nguyện cho họ hạnh phúc, vui vẻ rồi. Vì đấy con xin cái bát để con ôm cái bát con đi. Dạ, thì con im lặng ấy, con không muốn nói, tại vì mình đâu có nói đâu. Dạ, thì đang ra là đang đi trên đường vừa mới nhổ cái con miệng ra thì có một cái anh tới là cho hai cái bánh mì. Dạ. Thì anh hỏi đấy là sao, là thầy làm gì mà một cái mụn, con đấy là bị cái mụn. À, nhưng mà mình thì không nói là bị đấy, con nói là thôi chết rồi, mình lại nói láo với cái người này, người họ hỏi mình bị cái gì thì mình nói. Thì sau đó rồi mới gặp cái anh quay video đó, con mới quay lại tìm cái anh mà hỏi đấy. Dạ, dạ. Để nói thật với anh ấy thì không thấy nữa. À. Thì qua trên video thì con cũng muốn nói với cái anh đó là ngày xưa anh ấy hỏi đấy là sao mà thầy cũng như thế, thì mình nói là mình bị đau hơn thế thôi. Dạ. Đối với sư Minh Tuệ, chỉ vì một lời nói không thành thật mà sư đã phải trăn trở suốt bao nhiêu năm trời. Huống chi, những kẻ đã từng cản trở, hành hung, chửi sư thì sao? Có lẽ lúc đó, họ hành xử như vậy vì thiếu hiểu biết, thiếu sự nhẫn nhục, hoặc do bản tính giang hồ, thấy người yếu thế thì tỏ ra oai phong mà bắt nạt. Nhưng thời gian rồi sẽ cho thấy điều gì? Khi sư Minh Tuệ thực sự nổi tiếng, cũng là lúc những người xấu kia bị lương tâm cắn rứt. Ngay sau khi những thước phim ghi lại cảnh sư Minh Tuệ bị chặn ngang đường được phát sóng, một người với nickname lạ đã nhắn tin bình luận trên kênh với lời sám hối và tạ lỗi. Xin mời quý vị tiếp tục đón xem tòa án lương tâm sẽ xét xử như thế nào.
Vâng thưa quý vị, những tin nhắn này tuy còn bị sai lỗi chính tả và thiếu dấu, chứng tỏ rằng kẻ có một trình độ học vấn rất thấp, từ đó kéo theo sự hiểu biết về lối sống đạo đức cũng không được cao. Tuy nhiên, qua những mẫu tin nhắn ấy, chúng ta cũng cảm thấy nhen nhóm đâu đấy một chút lòng tin và sự vui mừng cho những kẻ biết quay đầu là bờ. Những mẫu tin nhắn này cho thấy một quá trình nhận thức và sự hối hận của người đã từng hành hung sư Minh Tuệ. Sau đây, em xin được phép đọc lên và cố gắng dịch luận ra ý của tin nhắn. Tin nhắn đầu tiên 34 phút trước. Ngài Minh Tuệ. Lúc tôi... Ông nói, tay của ngài có đau không? Người lại tự nhiên hỏi, tôi có đau không? Trong tin nhắn này, người gửi thể hiện sự ngạc nhiên và có lẽ là sự bối rối khi nhớ lại khoảnh khắc sư Minh Tuệ hỏi thăm sức khỏe của họ, dù chính họ là người đã tấn công thầy. Hành động của sư Minh Tuệ không chỉ vượt qua sự kỳ vọng của người gửi, mà còn phản ánh sự từ bi và lòng nhân ái, điều đã làm người gửi phải suy nghĩ và tự vấn bản thân. Tin nhắn thứ hai, 16 phút trước. Tí nữa tôi gặp Thích Minh Tuệ xin phước của ngài và xin lỗi động chạm chân tay với ngài. Người gửi dường như đang dự tính gặp lại sư Minh Tuệ để xin lỗi và tìm kiếm sự tha thứ. Câu hỏi này phản ánh một tâm trạng lo lắng và sự mong muốn được tha thứ. Việc họ muốn xin phước từ sư Minh Tuệ cho thấy sự kính trọng mà họ dành dành thầy sau sự việc. Tin nhắn thứ ba. Tôi cùng 8 thanh niên bạn tôi chặn, nhưng sau đó gia đình tôi gặp nhiều xui xẻo. Công ty trên đường đi xe ô tô mưa to, suýt bị sét đánh. Tin nhắn này mô tả hậu quả xấu xảy ra sau khi nhóm của người gửi tấn công sư Minh Tuệ. Có vẻ như người gửi đang liên kết những điều xui xẻo này với hành động tấn công thầy. Điều này cho thấy họ tin rằng việc họ đã làm đã dẫn đến những điều không may trong cuộc sống. Thứ tư, 2 phút trước. Cảm ơn thầy Minh Tuệ, không để bụng lời nơi Prince Trần Nhật Sang Hoàng tử Nguyễn Phúc quý con. Đây là một lời cảm ơn sư Minh Tuệ vì đã không giữ oán hận với những lời nói của một người nào đó có liên quan đến người gửi. Câu này có phần khó hiểu do sai sót trong cách viết, nhưng có thể suy luận rằng người gửi cảm thấy biết ơn vì sư Minh Tuệ đã khoan dung, không chấp nhất. Tin nhắn cuối cùng, 1 phút trước. Giờ con tin thầy là Phật Di Lặc chuyển thế. Cảm ơn, chờ bước đi của tôi xin đánh ngày cảm ơn ngài đã tha thứ cho con. Người gửi bày tỏ sự tin tưởng sâu sắc vào sư Minh Tuệ, thậm chí tin rằng thầy là Phật Di Lặc tái sinh. Sự hối hận và lòng biết ơn hiện rõ khi họ cảm ơn thầy vì đã tha thứ cho hành động trước đây của mình. Vâng thưa quý vị, những tin nhắn này phản ánh một quá trình nhận thức từ sự ngạc nhiên, bối rối, lo lắng đến sự kính trọng, biết ơn và tin tưởng vào sự từ bi và tha thứ của sư Minh Tuệ. Họ bắt đầu với một cảm xúc hoang mang và kết thúc với sự sùng kính và tin tưởng, thể hiện sự thay đổi trong tư duy và cảm xúc của người gửi. Mọi người ở nhà như thế nào thì không biết, con không biết, nhưng mà con đi như thế này mong rằng con bòn một chút công đức để con bù đắp, để có cái thiện để con giúp cho con giải thoát cho cái nghiệp phân đổ ra. Không phải dễ đi trên đường mà nghiệp ở trong thân phân đổ ra. Các cái một các cái bệnh đau ở trong hắn đổ ra, rồi nghiệp giống như cái anh hồi nãy cút ấm nữa như thế, anh thấy không, đổi xô lên gồng lên nghe cái băng một lên một đấm vào mồm. Khi đó là có cái ông già, ông đứng ông nhìn, có một người già đi quán chuối về sau á, đứng nhìn khi, nhưng mà khi họ quất mình đấm và mình không có nổi sân thật á, con nghĩ là may con học tập công đức thì con mới không từ bi được với họ. Mình từ bi được với họ thì con thấy rất là hạnh phúc. Chị Đan với này nói chung hèn hạ. Sư đừng có nói, sư đừng nói hèn hạ. Tại vì đó, trong kinh Đức Thế Tôn cũng nói thế mà. Ngài nói là đây là nghề hèn hạ nhất, thấp kém nhất, đáng được nguyền rủa nhất. Ông với cái bát trên tay chạy chỗ này chạy chỗ kia để đi xin ăn. Mình không phải là không kiếm được mà ăn. Mình cũng không phải là không có trí tuệ để làm mà ăn. Nhưng mà mình về theo cái lời Phật dạy, cái mục đích lý tưởng Phật dạy để có cái trí huệ để giải thoát thôi. Chứ cũng vẫn biết là nó là nghề hèn hạ, nhưng mà mình vẫn chấp nhận. Mình vẫn học tập, mình không có sợ xấu hổ hay là cái gì cả. Mình vẫn can đảm, mình ôm bát, mình đi khất thực được. Kể cả họ đánh đập, họ chửi mắng. Cần mình vẫn đi.
mình vẫn kiên trì thì mình chắc mình chạy thoát được. Dạ. Chạy chạy thoát khổ là tốt rồi. Ví dụ bình thường vậy mình thường niệm Phật những câu gì À, mình niệm để Phật, mình giải thoát nhẹ lòng á. mình niệm Phật thì mình sống đời sống bát chánh đạo Phật dạy là niệm Phật rồi, sống những cái không có sát sanh, không có trộm cắp, mình sống không có lừa đảo, mình nói chung sống đầy đủ giới luật như Đức Phật, nên là mình hành động nhớ theo Ngài, mình làm theo Ngài như thế. Nói chung Ngài như thế nào thì mình tập sống cái đời sống của các Ngài với của các bậc thánh thời Đức Phật như thế. Là mình niệm niệm các Ngài rồi, nhưng mà khi nào mà mình muốn niệm hồng danh Ngài thì mình Nam mô bổn sư Sakya Mâu Ni Phật. Thì mình kêu tên Ngài, thì mình khi nào mình niệm niệm như thế, nhưng mà mình cơ bản là mình sống đời sống cho đúng giới luật, thực hành cho đầy đủ, cố gắng thì Nhiều sư vậy, sư có đọc kinh những cái kinh rồi này kia à nhiều. dạ có, con có thầy nghe kinh kinh Nikaya với kinh A Sư đọc một cái không? Hàm. Sư đọc một cái không? Con thì chưa thuộc hết, nhưng mà những cái cốt lõi với lại những cái cần hành trì với lại con vẫn còn nghe bộ kinh đó, khi nào rảnh rồi thì con lại nghe. Rồi kinh chú vô đại bi rồi nữa. Cái chú đấy học làm gì đâu, con không có học chú đại bi, con đọc qua này thôi, nhưng mà cái đấy tại vì không có không phải là pháp hành Tại với lại sao rất nhiều người rất là hay đọc cái chú đó, rất là linh nghiệm mà sư. nhưng mà cho con hỏi đây, anh có thể nói chú đại bi, chắc anh cũng hiểu về chú đại bi rồi, cũng có đọc, Người có đọc nhưng không hiểu, nhưng không hiểu mà gì hết, chỉ đọc thôi. chú đại bi chẳng hạn như họ đọc cái thần chú đó lên để với mục đích làm gì cơ? Tại vì nếu mà trừ để trừ tà hay là trừ ma trừ quỷ gì đó, hay là cái thần chú đó để cái gì đó để cho mình yên ổn, đúng không, để cho mình được an ổn, chẳng hạn như giờ con thấy một con quỷ ở đó tới đọc thần chú để hại nó, để mình được an ổn thì mình độc ác đâu có cần thần chú đấy đâu, mình từ bi mình hại họ, mình thấy cái họ đánh đập họ, đuổi họ đi để mình được chỗ ở hay là mình được an ổn thì thôi, chứ cái đấy học làm gì đâu, cái điều không điều điều ác. Sư công nhận sư nói chuyện hay quá Dạ đúng ha. rồi, anh có công nhận đúng rồi, Dạ đúng rồi. cái đấy là con Tại vì có nhiều cái lời kinh á, mình đọc mình phải hiểu nó là cái gì. đúng rồi. Mình đọc mà mình không hiểu cái gì thì mình đọc dạ cũng vô nghĩa đúng không sư? dạ Cũng dạ giống kể cả giờ con quỷ nó chạy tới, con quỷ hay là con ma nào đó, hay là kẻ thù nào tới nó cầm kiếm, hay là nó đốt, hay là nó đánh đập mình, nhưng mà mình biết câu thần chú đó mình cũng không đọc để hại chúng, thà để cho họ giết mình đi chứ mình hại họ để mình sống thì cũng đâu có từ bi nữa. mình tự mình hai mình luôn. Thì cho Dạ. họ họ mà muốn giết á, chẳng hạn như con quỷ đó nói ông tôi giờ tôi muốn giết ông, không cho ông sống nữa, thì đó ông lấy ấy, ông mạng đấy ông lấy, nhưng mà mình vẫn, nếu mà mình có cái thần chú để hại họ mình cũng không đọc, mình cũng không sử dụng cái đấy, hay là mình có cái kiếm sắc bén trong tay để mình chém chết họ mình cũng không làm, để cho họ, tại vì mình học cái từ bi thôi, đây là do mình đi để mình tập cái tâm từ bi của mình thôi, chứ khá chứ là để học cái gọi là rải cái từ bi cho mình tất cả, kể cả cái kẻ thù tới. Như hôm bữa con đi tới Quảng Nam thì đi khất thực, thì họ nói là ông họ hỏi đấy ông đi đâu, kêu con nói đi hành khất, thì ông nói ông đứng đây tôi giảng cho ông nghe, cái ông nói là sao không đi làm mà ăn, ông nhiều cái mồm mì Có luôn hả? ông đâm, thì con cũng vui vẻ và mong cho họ sống hạnh phúc rồi mình đi thôi. Kinh nghiệm như thế này thì mình cũng vui vẻ, nhưng mà cho dù họ có đó là mới đấm đó, họ lấy Hay là gậy họ lấy dao thì cũng thế, mình có làm gì người ta cái nhân quả của họ như thế, tự nhiên cái nhân duyên đó, ở đâu, họ ở đâu họ ở Quảng Nam vậy, ở trên đường như thế thôi, chứ mình cũng đâu có biết là ai lại ai đâu, trong cái cũng chẳng qua là cái chướng ngại, cái thử thách mình cho mình. có ăn trộm cắp gì của ai đâu mà tự nhiên người ta đánh mình. Thì mình cũng đâu có trộm cắp, cũng đâu có xin gì họ đâu, cũng đâu gì mình ôm bát mình đi dọc đường Đó á. là nghiệp họ mang đó. Ai cho thì mình lãnh cho mình, xin mình nhận cái thực mình ăn để mình tu tập thôi, chứ mình Nghĩ xấu về mình họ đánh mình, mai mốt có người khác đánh lại họ cái nhân quả thì cái đấy đó. thì họ rõ ràng thì họ nhân quả rồi, nhưng mà mình vẫn mong cho họ, vẫn mong cho họ họ là không mang cái nhân quả đó, mong cho họ gặp cái điều tốt lành. Họ đánh mình nhưng mà mình cũng mong cho họ tốt lành. Dạ được hạnh phúc vui vẻ.
Rồi mình đi chứ, cũng cầu mong cho mọi người được hạnh phúc thế thôi chứ. Cho dù họ có hại mạng mình cũng thế. Con đi tu hành thì con không phải là vì cái danh cái lợi gì cả. Con cầu mong được cho mọi người hạnh phúc, với lại con cũng được hạnh phúc và giải thoát thôi. Yeah. Chứ con cũng không mong được cái gì, chỉ cần đi khất thực buổi sớm họ cho cái bánh mì hay là cái gói mì gói hay là cái xôi gì hay hộp cơm chay gì đó. Ăn cái này tu hành như thế là được rồi. Yeah. Chai nước suối uống, mà nếu mà họ không cho thì cũng vui vẻ thôi. Yeah. Cũng nhìn đói, cũng chả sao cả. Dạ. Tuyệt vời quá rồi. Nhưng mà học theo Phật thì không phải dễ, phải tập ngày đêm suốt đời. Yeah. Phải học liên tục, chứ học Phật không phải khi mình bình thường. Đơn giản đâu ha. Khi bình thường như thế này, không có chuyện gì xảy ra thì không có sao. Khi nghiệp nó đổ tới rồi bỏ chạy, đỡ không được. Yeah. Nghiệp nó tới, bệnh tật đến rồi, hay là nhân quả nó tới rồi, mình nói thì hay nhưng mà đến khi làm chạy đi, bỏ chạy. Quý vị khán thính giả và các bạn thân mến, câu chuyện về lời sám hối muộn màng của một thanh niên trong nhóm 8 người tự xưng là hoàng tử đã mang lại cho chúng ta một góc nhìn sâu sắc về con đường hành đạo đầy thử thách của sư Minh Tuệ. Không chỉ một lần, mà có lẽ đã nhiều lần sư bị như vụ việc ở Quảng Nam. Tuy nhiên, với tấm lòng từ bi và không chấp, sư Minh Tuệ chưa bao giờ tiết lộ những điều này. Nếu không ai hỏi, sư sẽ không bao giờ nói về những thử thách mình đã trải qua. Dù vậy, sự hối cải muộn màng của một trong những người từng chặn đánh sư Minh Tuệ đã xuất hiện sau khi tòa án lương tâm tự phán xét. Điều này cho thấy, dù thời gian có trôi qua, lòng nhân từ của sư vẫn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng những người đã từng làm hại sư. Chúng ta cũng hy vọng rằng, qua câu chuyện này, những ai đã từng hành hung, đe dọa hoặc chửi mắng sư Minh Tuệ sẽ bị lương tâm của chính mình phán xét, để rồi từ đó biết ăn năn, hối cải và bước vào con đường đúng đắn hơn. Tu hành Di Đà, tu nhẹ xe, không chuông không mõ, chẳng hoa mẹ, không chùa không thất, tu mới mẹ, chớ có xôi trẻ, tu khỏe chứng nơi ta ở tâm lòng, không dùng trà sữa với Phật treo leo, sông Bồ Đề để xiết héo queo, không cày cấy ngày sau tàn.
đàn heo. Kính thưa quý vị khán thính giả cùng các anh chị em thân mến, thời gian dường như trôi nhanh, nhưng dấu ấn về ngày mà sư Minh Tuệ xuất hiện tại quán cà phê của anh trai ở Gia Lai vẫn còn in đậm trong lòng mỗi chúng ta. Dưới cơn mưa đầu mùa nặng hạt, hình ảnh thầy với đầu trần, chân đất lặng lẽ đi khất thực suốt 3 ngày liên tiếp, rồi đột ngột biến mất không lời từ biệt, khiến bao người bàng hoàng và lo lắng. Phải đến vài ngày sau, tin tức về thầy mới dần hé lộ. Thầy đã tìm đến núi Sạn, Nha Trang, Khánh Hòa để an trú tịnh tu trong mùa kiết hạ, thời điểm thiêng liêng của đạo Phật. Trong suốt những ngày tháng đó, chắc hẳn quý vị khán thính giả cũng như bản thân em, mỗi sáng thức dậy đều không ngừng hy vọng vào chiếc điện thoại trên tay, mong đợi một chút tin tức mới mẻ về thầy. Nhưng dường như sự chờ đợi ấy chỉ dẫn đến sự thất vọng. Đôi lúc, một vài thông tin nhỏ bé lọt ra từ lời kể của những người dân nơi thầy đã đi khất thực, nhưng những hình ảnh quen thuộc, sống động của thầy dường như trở nên xa xôi. Tuy vậy, chúng ta vẫn hiểu rằng chỉ cần biết thầy đang khỏe mạnh và bình an dưới sự bảo hộ của các cơ quan chức năng thì lòng chúng ta cũng đã nhẹ nhõm phần nào. Kính thưa quý vị, trong khi chúng ta đang ngày đêm mong ngóng tin tức về thầy Minh Tuệ, em Tuân Nét đã tự chọn cho mình một hướng đi riêng. Đó là quay trở về quá khứ, lặng lẽ thu thập những thông tin để lại, theo dõi từng bước chân của thầy từ những ngày đầu tiên rời bỏ gia đình để bước vào con đường tu hành. Em biết rằng những thông tin về giai đoạn đầu ấy thật sự rất ít ỏi và mong manh. Tuy nhiên, em hy vọng từ tận đáy lòng mình, với những mảnh ghép nhỏ từ các hình ảnh, video chân thực, em có thể dựng lên những thước phim ký sự từng tập, từng ngày, theo năm tháng để lưu truyền lại cho thế hệ sau. Những thước phim này có lẽ đã được chia sẻ trên mạng xã hội và nhiều người đã biết đến, nhưng chúng chưa được sắp xếp theo một trình tự thống nhất, chưa được kể lại một cách hoàn chỉnh. Mặc dù em không có nhiều kỹ năng chuyên môn, nhưng bằng tấm lòng chân thành và sự kính trọng dành cho thầy, em hy vọng rằng quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ, theo dõi và chia sẻ hành trình này. Thời mạt pháp ma phương đào lồn, đạo Thích Ca ma lại vùi chôn, lại dựng thêm cái đạo cô hồn, khuyên sanh chung ẩn thân lánh chôn. Ôi ma vương mượn thân khắp chốn, mà người đời mê đắm thường ma giả danh nhiều đạo nhiều môn, dân không khéo ngày sau thương tổn. Thời mạt pháp rất nhiều trò xa, lầm linh căn địa đặt điêu ngoan, xôi lời người điên mẹ điên cha, đẳng ba tanh kính thờ phép là, chúng vỗ ngực xưng hùng xưng ba, có ai mà sáng nhẫn